đi mổ mắc cười là tại vì lúc mình... đó bị lột lông mi chưa? Nãy giờ chị quan không, tâm bị lột qua chị đúng rồi. Nói là vô đăng ký là bị bác sĩ lột liền, bớt bớt vô chùi cái mặt đó. Nãy tôi cười là vậy đó, tôi cười là bởi vì có một điều rất thú vị đang đợi các cô trong bệnh viện. Dạ. Tẩy sạch bách, tẩy sạch hết mà thay luôn cái đầm của em, không cho em mặc cái đầm đó. Bà mặc đầm rồi đi đẻ. Dễ thương quá. Dạ. Rồi nữa. Xong rồi cái là em bị mắc cỡ về ngoại hình á, mình bị mập quá. Ừ. Mà thay vì người ta chụp thuốc mê mình xong đi, người ta muốn làm gì đó làm, thì không, tự nhiên là thay đồ ra hết. Mọi xong thứ rồi mình biết hết cho mình quấn cái vải gì đó. Ừ. Cái vải đó sao mà che hết mình, nó chỉ che được cái này thôi, đi chỗ này thì lòi chỗ kia, nó em phải níu qua níu lại nè, không thôi nó bị lòi ra. Mẹ em đi tránh giữa bốn ông bác sĩ hay là y tá gì đó đi xung quanh em, trời ơi, nó như một đội cận vệ mà đi như cách quốc gì đó, mà cái đèn chập chờn vậy. Em nói bác sĩ ơi, bác sĩ cho em mê đi. Cái bác sĩ nó sao khoạch thích mê quá vậy. Cái đội hình cách quốc đó đẹp trai không? Đẹp trai mình mới nhục chị ơi. Em kể chị nghe nè, thay vì nó làm cái bàn mổ thì nó làm cái chỗ này cho mình leo lên đi, nó có chỗ này đi. Nghe anh làm thiết bị y tế nhớ coi đoạn này giùm em đó. Mình chỉ có 1 mét chưa được rưỡi nữa, 1m49 thôi, mà cái bàn mổ gì nè, em leo có tới rồi, bắt dở cái chân lên leo lên em mất cỡ. Cái em gì? Em không leo lên được mà em cứ hãy lên vậy nè. Cái bác sĩ mới lấy cái tay đỡ nè cái mông. Em mới nói anh nên cho em mê đi anh. Thì bắt đầu là bác sĩ gờ cái lưng gì đó, xong rồi chích một cái đụng đào điếng luôn á. Tên là Kim Đào, nghề nghiệp hiện tại của em đang là diễn viên. Ngoài diễn viên ra hình như em còn kinh doanh một số cái đồ ăn đúng không? Chị dạ. Có biết điều đó? À, hiện tại thì em có kinh doanh là bếp Kim Đào. Bếp Kim Đào. Là mang đến vị quê nhà vô từng món ăn ở Sài Phố. Lần đầu tiên khi mà em biết tin mình mang thai đó là vào thời điểm nào, và cái câu chuyện ngày hôm đó nó ra sao? Trời ơi, nói về cái quá trình của em mang thai á, là một cái sự kiện mà em không thể nào lường trước được. Tại vì lúc trước em, khi mà em kết hôn là năm đó em khoảng 19 tuổi. Ừ. Thì em rất là nhỏ con, khoảng 47-48kg thôi. Thì cái bụng của em nó không có như vậy, nó rất là... Nói em... chung nó thon gọn. Dạ, nó em tròn người thiệt xíu. Nhưng mà nó không có bụng. Ừ. Thì lúc đó tự nhiên em bị mất kinh mà khoảng hơn nửa tháng. Thì em mới nghĩ là chắc tại kinh nguyệt mình không đều bình thường thôi, không có gì hết. Thì các bắt đầu là em mua thuốc điều kinh nguyệt về muốn. Wow. Dạ. Sau khi em uống xong rồi các em thấy cũng không ra kinh nguyệt. Trời đất ơi. Không ra kinh cái em cũng sợ, em mua que vậy em thử. Thì em mua que, cái que đầu tiên em thử cũng không có luôn. Không có. Xong rồi cái em cứ nói chắc kệ mình chảy kinh thôi. Thì em chảy bắt đầu là 2 tháng cái bắt đầu em bị sợ quá. Lúc đó chồng em không có nhà, tại chồng em là đánh bắt ở nước ngoài là 6 tháng đi. Ừ. Về được vài ngày lại đi 6 tháng nữa, không có gần em. Thì em bị sợ quá, em mới đi mua những cái que thử thai của những tiệm thuốc tây khác nhau. Trời, bác không tin tiệm thuốc. Dạ. Dạ rồi, xong rồi là cái que thử nó phải ghi là mình phải thử sáng sớm thì kết quả nó mới tốt nhất. Thì là buổi sáng hôm đó em thử gần 10 mấy cái que luôn, vẫn không có. Wow. Xong rồi cái em mới một mình em đi chỗ bác sĩ để mà em đi khám. Thì bác sĩ siêu âm của em cũng không có luôn. Thì bắt đầu là cái bụng em nó ở bụng dưới của em nó bắt đầu no lên. Mà nó bị chương chương, em rất là khó chịu. Chằn chằn cái dạ. bụng luôn. Xong rồi cái em mới nói với mẹ. Thì mẹ mới nói là thôi bây giờ đi khám bác sĩ lại một lần nữa coi. Thì đi khám siêu âm là siêu âm bên trong, lúc đầu là siêu âm bên ngoài thôi. Thì mới phát hiện là thai đã gần 3 tháng rồi. Đúng rồi. Đó. Thì bắt đầu em mới nói với mẹ em là em đã uống thuốc tầm 7-8 bà. Rồi em dùng những biện pháp, em lắc vòng, em làm đủ thứ cho tự nhiên bụng mình bự lên, em bị sợ. Thì em lắc vòng này kia, cái em mới nói với mẹ là bây giờ bỏ được không? Tại vì em sợ là em uống, em có coi trên mạng em uống vậy em sợ ảnh hưởng đến con em. Sinh ra nó bị này bị kia. Thì bác sĩ mới nói là 3 tháng rồi không bỏ được đâu con ơi. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc mà em nghĩ rằng là vì quá sợ, do là mình uống nhiều cái loại thuốc khác nhau, sợ con sanh ra nó không có được như người khác, thì cái khoảnh khắc mà em quyết định bỏ con, em có hỏi ý kiến của người đàn ông cuộc đời mình không? Dạ, thì một cái vấn đề là tại vì chồng em không có ở gần em. Đó thì em mới việc mà em có bầu hoặc là em không có bầu thì phải là do em nói thì anh mới biết. Là anh đi đánh bắt rất là xa. Dạ. Xa bờ. Vậy thì sau đó khi mà anh trở về. Dạ. Thì em có nói cái suy nghĩ đó cho anh biết không? Có kể lại cho ông nghe không? Dạ không. Tại vì lúc mà em điện được cho ảnh, em báo cho ảnh biết á, thì
là lúc đó anh vẫn chưa về, mà em có điện cho mẹ chồng em. Thì mẹ chồng em từ xưa giờ là mẹ chồng em đã không thích em. Chồng em lại đi 6 tháng đi vài ngày về, 6 tháng đi như vậy, thì mẹ chồng em mới nói một câu là phải con của nó không? Thì cái tự nhiên mình bị cái quyết tâm mình bỏ nó lại càng lớn hơn nữa. Thì em đợi có sống em mới điện cho chồng em một cái là em nói là em có con rồi. Thì chồng em nói ơ vậy hả? Chồng em mừng lên nói là em cứ giữ gìn sức khỏe nha, đợi anh về. Thì nhờ cái chồng em nói như vậy, rồi thêm mẹ em luôn nói là cháu của tao đừng có đụng tới gì cháu của tao nha, thì là em để vậy. Thì sinh may là bé rất là khỏe mạnh chị. Thì lúc đầu là có bầu thì em cũng rất là bình thường, mà em cũng không bị nghén gì hết. Rất là thoải mái, em vẫn là ở nhà. Lúc đó là em còn dưới quê, em chưa có là diễn viên. Nhưng mà khi chồng em về thì chồng em bị nghén. Mà cái chuyện lạ, rất là lạ đời luôn. Mà cái lúc mà em có bầu á, cái những cái tháng mà khoảng 4 tháng, 5 tháng thì bình thường. Bắt đầu tháng thứ 6, bắt đầu em xấu. Xấu banh nhà lòng chợ luôn. Mà chị ơi, em nói em đã lùn rồi mà nó mập lên. Chị biết em mập lên bình thường lắm, Ba mấy bốn chục ký thôi. Mập mà tới em đi không nổi nữa. Là không còn cái gì mặc dừa em nữa. Cái em bị sợ, em thấy mọi người dòm em, cái em bị mắc cỡ. Em kêu là thôi chồng đưa em về quê đi, là không ai nhìn thấy em nữa. Cái chồng em á là đi biển về thì thường á, đi biển rồi rất là khan hiếm đồ ăn, mà ổng ăn rất là dễ. Tự nhiên cái ổng đợt này ổng về ổng rất là khó ăn. Mà ổng thèm một món là động trời lắm, thèm chuột. Mẹ em cấm là không được ăn những cái thứ, những cái con đó là em không có chịu. Cái ổng nhìn thấy trên cây dừa có con chuột đang ăn dừa, cái ổng lấy dép ổng chọc cái phát, cái con dừa, con chuột nó gớt xuống. Con chuột đang xỉn nỉu như nè, cái em mới nói thả liền. Xong rồi cái ổng mới đem con chuột ổng thả vô trong cái hồ á chị. Cái ổng mới nói vậy nè, cho 5 phút bơi khỏi cái hồ, nếu không bơi khỏi cái hồ là số mệnh. Mà chị biết không, con chuột nó vừa mới gớt xuống nó xỉn nỉu sao nó bơi nổi. Xong rồi vớt lên, xong rồi làm sạch sẽ, rồi nêm nếm, rồi chiên lên ăn. Mà ăn xong rồi xin lỗi, nhưng mà anh thèm. Xin lỗi ai? Xin lỗi con chuột. Em không, xin lỗi em. Tại em giận, em giận. Cái ổng mới nói anh thèm quá chịu không nổi. Cái ngày đi sanh đó như thế nào? Nó có sự cố không? Nó có sự cố nào dở khóc dở cười không? Dạ không, là bắt đầu là 9 tháng rồi, là cái bụng em rất là lớn rồi. Thì mẹ em bắt là em phải ra thành phố Rạch Giá, lúc đó em ở thành phố. Thì đến cái ngày mà em dự sanh rồi, mà cái bụng em vẫn ở trên này, em bé nó không tụt xuống. Thì mẹ mới nói ủa sao kỳ vậy ta. Cái nửa đêm mẹ em cứ kêu cui ơi cui, mày có bị cái gì không, mày có ra cái gì không, có ra gì đâu, tại vì mình lần đầu mình có biết cái gì đâu. Cái mẹ mới nói không ổn rồi, đi lại cái cô bác sĩ đó khám nữa. Thì bác sĩ mới nói là chết rồi, trễ ngày rồi, thôi thì bây giờ là bắt buộc phải mổ thôi, lựa một ngày đẹp đẹp mổ. Xong rồi là sáng sớm là em gắn lông mi, em make up gắn lông mi. Dạ, gắn luôn cả lông mi. Tôi son thì tôi đã thấy thưa quý vị, nhưng gắn lông mi cuộc đời em rất thích gắn lông mi chị. Cuộc đời em gắn lông mi lắm. Em mà mỗi buổi sáng thức dậy em đi làm, em đi rửa ly rửa chén em cũng phải gắn lông mi. Em gắn lông mi vẽ chân mày vậy đó. Em đi đổ rác cũng vậy nữa, em phải có lông mi. Xong rồi em xách bọc rác ra là xe rác đi mất tiêu. Mà em phải có lông mi đó. Em phải có lông mi. Nhớ dặn với anh đi lấy rác, anh ơi, ghi nhà em đứng đợi thêm 2 phút rưỡi để em gắn mi. Giờ em đỡ rồi, giờ em ít gắn á, chứ hồi đó em mê gắn lông mi lắm. Mi. Dạ. Đó là sáng sớm là nói đi xanh là em mặc cái đầm thiệt đẹp. Em gắn lông mi xong rồi em vẽ chân mày make up xong rồi chồng em chở em đi dạo lấn biển. Xong rồi đi ăn sáng là em nhớ là gì bánh hỏi thịt nướng đó. Rồi xong mới đi vô xách cái giỏ tân tân đi vô trong bệnh viện. Thì đi vô khám này kia, khám tiền xanh đó, thì em bị ăn nhiều quá nên phải chiều mới mổ được. Thì bắt đầu là đẩy em vô trong cái phòng để mà vô nước biển. Thì thay vì cho mình vô nước biển ở ngoài đi cũng được đi, đưa em vô cái phòng sanh thường á, cái phòng người ta đang sanh thường á, đẩy em vô để vô nước biển. Em thấy cái cảnh tượng sanh thường xong là em lên huyết áp luôn. Thật sự là em không thể tưởng tượng nổi là nó sẽ như vậy á. Các em bị cao huyết áp là phải đẩy ra nữa, đẩy ra để em bình tĩnh lại bắt đầu mới đi mổ được. Đi mổ mắc cười là tại vì lúc mình... đó bị lột lông mi chưa? Nãy giờ chị quan không, tâm. Không, bị lột rồi chị. Đúng rồi. Nói là vô đăng ký là bị bác sĩ lột liền, bớt vô chùi cái mặt đó. Hồi nãy tôi cười là vậy đó, tôi cười là bởi vì có một điều rất thú vị đang đợi các cô trong bệnh viện. Dạ. Tẩy sạch bách.
tẩy sạch nó hết mà thay luôn cái đầm của em, không cho em mặc cái đầm nó. Bà mặc đầm rồi đi đẻ. Dễ thương quá rồi sao nữa. Xong rồi cái là em bị mắc cỡ về ngoại hình á, mình bị mập quá. Mà thay vì người ta chụp thuốc mê mình xong đi, người ta muốn làm gì đó làm, thì không, tự nhiên là thay đồ ra hết, xong rồi mình biết hết, cho mình quấn cái vải gì đó. Mà cái vải đó làm sao mà che hết mình, nó chỉ che được cái này thôi, đi chỗ này thì lòi chỗ kia, nó em phải níu qua níu lại nè, không thôi nó bị lòi ra. Mẹ em đi tránh giữa bốn ông bác sĩ hay là y tá gì đó đi xung quanh em, trời, ta đi như một đội cận vệ mà đi như cách quốc gì đó, mà cái đèn chập chờn vậy. Em nói trời ơi, bác sĩ ơi, bác sĩ cho em mê đi. Cái bác sĩ nó sao khoạch thích mê quá vậy. Cái đội hình cách quốc đó đẹp trai không? Đẹp trai mình mới nhục chị ơi. Em kể chị nghe nè, thay vì nó làm cái bàn mổ thì nó làm cái chỗ này cho mình leo lên đi, nó có chỗ này đi. Nghe anh làm thiết bị y tế nhớ coi đoạn này giùm em đó. Mình chỉ có 1m chưa được rưỡi nữa, 1m49 thôi. Mà cái bàn mổ gì nè, em leo có tới rồi, bắt dở cái chân lên leo lên em mất cỡ. Cái gì? Em không leo lên được mà em cứ thấy lên vậy nè, cái bác sĩ mới lấy cái tay đỡ nè cái mông. Em mới nói anh nên cho em mê đi anh. Thì bắt đầu là bác sĩ gờ cái lưng gì đó, xong rồi chích một cái thôi, đúng rồi, biến luôn á. Rồi xong bác sĩ hỏi là nặng chưa em, cái em nói nặng gì. Xong rồi bác sĩ nói thấy cái chân nặng chưa, dở lên được chưa. Xong rồi cái là em tự nhiên em bị mất cảm giác ở phía dưới, cái bác sĩ cho em nằm xuống. Thì em nghe sạch. Cái em nói làm như may đồ vậy cho. Mẹ em nghe rõ ràng vậy luôn. Em nói bác sĩ ơi, bác sĩ mổ thì mổ đường thôi, đừng mổ nhiều quá. Bà tưởng đâu làm răng cưa chứ bà. Em cứ cảm giác là đang mổ bấy cái bụng em đi. Xong rồi bác sĩ nó chờ gạch con đường à, mà tại vì gạch nhiều lần. Xong rồi cái em nghe bác sĩ nó kìa. Xong rồi cái bắt đầu là lôi ra, em nghe một cái ọ cái bụng của em một cái. Trời, nó nhẹ liền vậy đó. Xong rồi lôi ra rồi dỗ vài cái cho e vài cái, xong là tắm rửa rồi đưa cái mặt của nó vô trong cái mặt em cho em hôn cái. Trời ơi, em nói nó cái cảm giác đến bây giờ em vẫn không quên được. Nó đã mà nó thơm mà nó không chịu nổi luôn á chị ơi. Dạ, nó tròn như em vậy tại vì nó 4 kg. Cái sự cố đầu tiên khi mà về nhà nuôi con là như thế nào nè? Thì em thì bình thường lắm, em cứ nằm ổ thôi, mà gây lộn là bà nội với bà ngoại gây lộn. Bà ngoại thì rất là tân tiến, bà ngoại mẹ em rất là cập nhật những cái xu hướng. Mẹ em không có cho nằm lửa thang, mẹ em nói là chỉ hơ lá chầu xong rồi ráp lên em bé thôi. Chứ nằm như vậy là bị phỏng. Còn bà nội thì không chịu, bà nội bắt là phải nằm cho nó cứng cáp. Chị tin hả, phỏng thằng nhỏ luôn. Là da thịt là đổ quét hết trơn luôn. Trời ơi, mẹ em sốt quá, mẹ em giặt vô, mẹ em gây lộn. Nói là chị không có biết chăm thì chị để cho tôi chăm. Thì bà nội mới là tự ái, bà nội đi về quê. Thì cũng vì cái chuyện đó là cháu mình không có giống bên mình. Rồi tại vì nhà em là người dân tộc Khmer, những cái nét của dân tộc Khmer rất là đậm đà. Bên nội không có những cái nét đó, thì nhìn vô là không có giống. Là bắt đầu về xong rồi không biết là nói chuyện với chồng em sao. Chồng em bỏ đi. Chồng em bỏ đi, bỏ nhà đi, bỏ em với con em ở trong cái thời điểm đó và bỏ mấy đi. Khang? Đi 6-7 tháng. Câu chuyện đó em nghe được nó là như thế nào? Thì nói là con mày không giống mày, rồi xong rồi bên đó thấy nếu mà chăm kỹ quá này kia nọ thì thôi để bên đó chăm đi, người ta đâu có coi mày là con ghẻ hay này kia đâu. Thì chồng em nó bị nhiều cái tác động từ lúc mà lấy em, rồi những cái chuyện xảy ra rồi tới thời điểm đó. Nhưng mà khi anh rời khỏi đi. Nhưng mà khi anh rời khỏi nhà, anh có một cái cuộc nói chuyện nào đó với em hay có một cái dấu hiệu gì đó không? Dạ không. Cứ gì mà đi thôi. Vậy thì đến khi nào em mới biết là chồng mình đi? Tại vì ví dụ như anh vắng nhà một ngày thì mình có thể nghĩ là anh đi đâu đó. Nhưng mà đến bao nhiêu ngày hoặc nhắn là đến tin. Lúc nào thì em biết là anh đi? Là anh nhắn tin cho em là từ đây sau là anh không có về nữa, muốn làm gì đó là. Trước đó hai đứa không hề có một cái không cãi có nào. Một cái gì cãi nhau đó. Thì có một lần là em điện cho mẹ chồng, thì là em mới hỏi là mẹ có biết chồng con ở đâu không. Mẹ nói là mẹ không biết. Xong thì em đêm nào em cũng khóc, em bị khóc nhiều quá. Rồi mẹ em mới kiểu là mẹ em sốt ruột, mẹ em mới giật cái điện thoại của em, mới nói là chị con tôi mà có chuyện gì là gia đình chị chịu trách nhiệm. Mẹ em nổi điên lên và điện cho bên đó nói vậy. Thì em chưa kịp, bên đó chưa kịp tắt máy, thì em nghe bà nội mới nói là tao cho nó đi luôn. Rồi mới cúp máy. Lúc đó em như thế nào? Khi em nghe được câu đó
Lúc đó là thật sự em là em khóc. Em khóc nhiều lắm luôn. Mình chỉ biết khóc thôi. Dạ thì... Nhưng mà trong cái cơn nức nở đó mình vẫn mong là chồng mình quay về. Có mong không? Mong chứ, em mong về lắm. Tại giờ nhà em thì ba em thì là tài xế, mẹ em thì đi giúp việc suốt. Thì có mẹ em là em có bầu, khi mà có đứa nhỏ là mẹ em phải nghỉ một tháng. Mà nghỉ gì thì người ta cứ hâm hâm là người ta sẽ kiếm người khác hoài. Rất là có chồng thì đỡ hơn. Thì em, chồng em đi được 1-2 tháng thì bắt đầu là mình phải ý thức được là mình phải mau khỏe để mà mình đi làm, mình nuôi con. Thì em bắt đầu em nịch bụng rồi lại cho nó gọn gàng này kia nọ. Thì em bị hở vết thương. Đúng rồi. Hở nó bị nhiễm trùng. Nó bị nhiễm trùng. Thì lúc đó là nếu mà quay lại bệnh viện thì sẽ tốn tiền. Thì mẹ em mới ở nhà mẹ em sẽ chăm. Em vệ sinh này kia, vệ sinh vết thương này đủ thứ. Thì lúc đó là bắt đầu là mạch được một cái đó, rất là khỏe, là em không có cái cảm giác là có con nhỏ. Tại vì con em nó quá dễ, đặt đâu nằm đó, mở mắt ra là chỉ nhìn gì đó thôi, là đút sữa vô uống no xong ngủ nữa, chứ không có quậy ban đêm, không khóc. Nên mình không có bị cái áp lực của con nhỏ, nhưng mà mình chỉ bị áp lực cái tinh thần kia thôi. Thì khi mà bắt đầu là con được 6 tháng thì em gửi nhà trẻ, em đi rửa ly, đi giúp việc nhà, nói chung làm được gì làm. Ừ, đủ tiền mua sữa cho nó thôi. Và đủ tiền mua lông mi nữa. Trong số 6 tháng đó thì không có tin tức gì của chồng em hết. Dạ, xong rồi sau 6 tháng thì về. Về một cách rất là bình thường. Coi như chưa hề có cuộc ra đi. Chưa hề có cái gì hết. Không nói chuyện gì về điều đó luôn. Dạ. Rồi em phản ứng như thế nào? Em không biết là phải nói cái cảm giác lúc đó làm sao. Tại vì khi mà em với chồng em quen nhau á, là một cái kiểu rất là tình cờ. Là ảnh về, ảnh đi Malaysia về xong ảnh nhận một cái nhà để ảnh xây, thì cái nhà đó nhà em. Thì khi mà ảnh gặp em là ảnh đòi cưới liền, là năm đó em 16 tuổi. Thì ba em mới nói là lúc đó em còn nhỏ lắm, nếu thương thì 3 năm sau quay về cưới. Thì đúng 3 năm sau ảnh quay về ảnh cưới, là hai đứa em chưa quen nhau ngày nào. Rồi em cũng chưa có bộ, nhưng mà ba em nói là người ta hỏi cưới gì thì thôi gả luôn. Thì cái anh này quá tốt với em, thì em mới nghĩ là em thương anh này. Nhưng mà khi thật sự em có đứa con rồi thì em mới biết là em không có thương anh này. Và khi cái hành động anh bỏ đi như vậy á, là em càng khẳng định một lần nữa là mình không thương. Em không thương anh này. Lúc anh đi là mình chỉ cảm giác về cái sự hụt hẫng và cái uất hận vì mình bị bỏ rơi. Dạ. Yeah. Và lúc đó là lúc mà mình kiểm chứng được bản thân mình là có phải là tình yêu hay không thì yeah, là không phải. Và cái câu chuyện thôi kệ đó nó kéo dài tới bao lâu? Tới khi em làm diễn viên. Thì lúc đó là mình cảm giác được là cái anh này anh rất là coi thường cái nghề này. Anh không có ủng hộ mình. Anh nói là cái nghề diễn viên là cái nghề tầm bậy. Ai không quen gì cũng có thể hôn hít đồ được hết trơn á. Và anh không có muốn làm cái nghề, em làm nghề này. Thì bắt đầu là mâu thuẫn xảy ra. Rồi anh ghen, anh làm những cái trò rất là nửa đêm là ngồi phải kiểm tra tin nhắn này kia nọ. Thì em mới nói tại sao em phải sống với một người mà họ không lo kinh tế được cho em. Em có thể tự lo, em tự nuôi con em được, mà còn ghen bóng ghen gió vậy thì em sống không được. Thì em mới nói thẳng luôn là em muốn chia tay, em muốn sống một mình. Và anh chấp nhận cái việc đó một cách hòa bình. Dạ, lúc đầu thì anh cũng không chịu. Nhưng mà sau đó thì anh thấy là thật sự là bây giờ em chỉ biết con thôi, chứ em không quan tâm gì. Anh đi đâu làm gì em cũng thật sự không quan tâm, mà em thấy ông em rất là khó chịu. Thì anh mới nói là tại vì em mê cái nghề này em mới bỏ tôi, thì tôi sẽ cho em tội nguyện, mai mốt em sẽ chết già sống một mình cô đơn, con nó sẽ lớn rồi sẽ không ai quan tâm em nữa. Thì lúc đó em sẽ hối hận vì những gì em đã làm. Trong suốt cái thời gian quen nhau và ở chung với nhau vậy á, anh có nghĩa là anh có xu hướng bạo lực không? Dạ không. Tại sao chị hỏi cái câu này? Bởi vì thực sự là cái người đàn ông đó họ thương em thật. Dạ thật sự. Có điều là vợ chồng nó phải là câu chuyện từ hai phía. Đúng thật là khi mình không thể cố gắng được cũng không thể ép được. Thật ra thì tình cảm của anh này không lớn đâu. Nó không nhiều giống như là nãy giờ chị em chúng ta nói đâu. Tại vì nếu một cái tình cảm lớn và nhiều thì người ta sẽ bảo vệ người phụ nữ của người ta. Nó sẽ có thêm một cái điều như vậy nè. Người ta chỉ có thể bảo vệ được người phụ nữ của người ta khi người ta đủ năng lực thôi. Em phải phân biệt được hai cái năng lực và tình cảm. Nó là hai thứ có liên quan nhưng không phải là một. Chồng của Kim Đào thuộc cái dạng là yêu, rất yêu. Nhưng ảnh không có tự tin
ảnh không có năng lực để ảnh có thể theo đuổi và thể hiện cái tình yêu của ảnh. Cho nên cái điều ảnh làm là gì? Là im lặng, là hoài nghi, nhưng không đánh đập, không gì hết. Cho nên là nó sẽ có những cái dạng nam giới mà ở đây không phải ai cũng khí chất ngút trời em. Sẽ có những người họ yêu rất là thật lòng. Cho nên là họ sẽ không có tổn thương em, nhưng mà họ không bảo vệ được mình. Thì chính cái việc không bảo vệ đã là một cái kiểu làm mình tổn thương rồi. Đúng rồi. Đó, thì nó sẽ có những cái nhóm như vậy. Cho nên là thực ra thì trong khi đó cái kỳ vọng của mình trong một cái hôn nhân phải là gì? Phải là cái người làm cho tôi cảm thấy tin. Thương là được rồi đó, nhưng mà phải tin và phải dựa được. Thì mình không tìm được cái điều đó ạ. Dạ đúng. Thế thì Đào cho chị hỏi, em phát hiện ra là em không yêu anh, vậy thì em có hối hận với cái quyết định của mình không? Khi mà em phát hiện ra là em không yêu anh này thì em cảm giác rất là buồn, vì cái thanh xuân của mình nó không như những cái bạn khác. Nhưng mà em lại thấy rất là hạnh phúc khi mà vì quyết định lấy anh này nên em có đứa con này. Đứa con của em sinh ra nó giống như là một cái món quà mà thay đổi con người của em. Em từ một cái đứa mà bốc đồng, một cái đứa xài một tháng làm được có 2-3 triệu thôi, nhưng mà ăn xài nhiều hơn. Một ngày có thể em lãnh lương ra là em mua sắm hết, em không để ý gì tương lai, em không cần quan tâm gì hết. Thì khi mà em có con em á, là tại sao em đi thi đấu trường Thiếu Lâm, một cái cuộc thi mà em không bao giờ em nghĩ sẽ là diễn viên. Chưa bao giờ trong đời em nghĩ là em là diễn viên hết. Nhưng mà khi em đẻ con ra rồi á, thì em nói nếu mà suốt ngày em rửa ly như vậy, em giúp việc như vậy, em chạy shipper như vậy thì con em như thế nào? Nhiều bữa là không có đủ 20 mấy ngàn để mua một lốc sữa, làm đi mượn tiền. Thì đi mượn tiền thì mọi người nói là đẻ gan chi nuống được, kiểu gì đó, rồi làm phiền mẹ em đủ thứ hết trơn. Thì em mới thấy là em phải thay đổi, em phải là tìm cái gì đó để cho con em nó khác em đi. Lên đây em làm diễn viên nó bất ngờ và nó nhiều cái lắm. Giống như nếu không có con em thì em sẽ không lên đây thi và không trở thành diễn viên, cũng là không thể ngồi đây, kiểu dạng vậy đó. Vậy thì bây giờ cái cuộc sống của em với cái đồng lương của một người diễn viên nó có đủ để em trang trải không? Thì thật sự là cái hiện tại thì em có mẹ có con, mà mới lên đó thì cũng hơi nặng chút xíu, nhưng mà em vẫn lo được cho con em học được những thứ mà con em muốn. Thì em nghĩ là khó khăn thì lúc đầu thôi, từ từ nó sẽ khá lên. Rất là cảm ơn em về cái câu chuyện ngày hôm nay, cũng đã giải tỏa được cho chị rất là nhiều cái câu hỏi cũng như là khán giả. Và bây giờ là chúng ta sẽ tới cái chuyên mục nhắn gửi. Mình sẽ nhắn gửi gì cho một ai đó thì em hãy nhìn vào cái máy này. Hôm nay đến với chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa thì cái người mẹ muốn nhắn gửi thì là bà ngoại, là mẹ của em. Thì từ xưa đến giờ thì chưa bao giờ mà em cảm ơn mẹ em, hoặc là em nói những cái lời mà nó ngọt ngào với mẹ em, hoặc là mẹ em mà nói mẹ ơi con nhớ mẹ quá hay gì đó, mẹ nói trời con này nó khùng nó điên gì á. Nhưng mà thật sự hôm nay em muốn nhắn gửi là em muốn cảm ơn mẹ em, vì mẹ em là người cực khổ với em nhiều nhất. Vì em mà mẹ phải bỏ công việc, vì em mà mẹ phải bị đuổi việc, bị người ta coi thường, mượn tiền cho em đi thi, mà sau khi em đi thi về thì không có tiền trả, thì họ lại nói nặng nói nhẹ em, nói chờ cái mặt con bà gì mà đi làm diễn viên gì mà đi mượn tiền đủ thứ vậy. Rồi khi mà em sinh con ra thì mẹ em lại là người cực khổ lo cho con của em để cho em có thể hoạt động nghệ thuật được. Thì em chỉ muốn là cảm ơn mẹ em rất là nhiều, và em hy vọng là em sẽ cố gắng hơn nhiều nữa để lo cho mẹ tốt hơn, để mẹ sẽ ở bên em được lâu hơn. Cảm ơn mẹ rất là nhiều.